Thưa quý vị và các bạn thân mến, 100 năm quái vật thành tinh. Theo tin được xác minh về sau thì đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 23 đến 31 tháng 7 năm 2000 năm 1921, nhưng không biết từ đâu lại lấy ngày 1 tháng 7 năm 2021 làm mốc 100 năm thành lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt đầu từ năm 1921 và đến nay 2021 là tròn 100 năm làm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vua chúa Trung Quốc thời xưa bịa ra thần thoại xuất hiện rồng rắn báo hiệu sự lên ngôi. Ở mặt khác, như thừa nhận của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev lúc đương nhiệm, cả đời các bạn chỉ được nghe những điều giả dối thì có quyền hoài nghi cả hai cột mốc về sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng cần gì thời điểm chính xác? Sau 100 năm hay sấp xỉ 100 năm thì các loài vật đều thành tinh, đứng xếp hàng rồng rắn cách nhau 1 mét thì Đảng Cộng sản Trung Quốc với 15 triệu đảng viên sẽ là con rắn khổng lồ dài đến 95.000 km, 15 lần dài hơn vạn lý trường thành 6.259 km. Đứng đầu con rắn khổng lồ dài 95.000 km là ông Tập Cận Bình. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, ông Tập đã có bài phát biểu tại Thiên An Môn về sự thượng thọ 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có 4 điểm cần để ý. Thứ nhất, xây dựng quân đội Trung Quốc hùng mạnh. Minh chứng là cuộc trình diễn khai mạc với các phi cơ bay theo hình con số 100, và ông Tập khẳng định quyết tâm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2020 đạt 252 tỷ đô la, đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ 772 tỷ đô la Mỹ, vượt qua ngân sách quốc phòng của Nga 61,2 tỷ đô la và sẽ tăng đến 6,8% trong năm 2021. Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm tàu ngầm chứa tên lửa đạn đạo ở Tân Cương. Số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc 350 đã vượt qua Pháp 290 lên vị trí thứ ba thế giới. Trung Quốc đặt mục tiêu rút ngắn khoảng cách với Nga 6.500 và với Mỹ 6.185. Riêng về số lượng tàu chiến 777 và tàu ngầm 79 thì Trung Quốc đã vượt qua Mỹ 490 và 69, Nga là 605 và 64, và quân đội Trung Quốc về thực lực xếp vị trí thứ 3 thế giới, về số lượng quân số và binh khí thông thường đang chiếm ngôi vị số 1 của thế giới. Một trong các mục tiêu lớn của Trung Quốc trong thời gian tới là hiện đại hóa lực lượng hải quân. Trung Quốc đang gấp rút đóng các tàu sân bay cỡ lớn ngang Mỹ với lượng giãn nước 9.000 đến 10.000 tấn với các tàu ngầm hạt nhân. Mục tiêu không chối cãi là thống trị biển, trước hết là Biển Đông. Thứ hai, duy trì chính sách một quốc gia hai chế độ. Đây là sách lược trấn an dân chúng sau những bạo lực đẫm máu căng thẳng ở Hồng Kông trong các năm gần đây. Thứ ba là thống nhất Đài Loan. Về điểm này thì cần xác định là chưa thể xảy ra mà chỉ là môn võ mồm của Tập Cận Bình, cũng giống như là các lãnh đạo Trung Quốc tiền nhiệm. Thứ tư, không cho phép thế lực nước ngoài bắt nạt là cách nói ngoại giao của ông Tập Cận Bình. Phải hiểu câu nói của ông Tập chỉ có Trung Quốc đi bắt nạt nước khác chứ không có nước nào có thể bắt nạt được Trung Quốc. Để né tránh sự cô lập của thế giới với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã mượn bóng nhân dân Trung Quốc che cho chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc khuất phục. Các chính khách Hoa Kỳ và Âu Châu gần đây gọi đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì Trung Quốc để tách biệt với nhân dân Trung Quốc, nên ông Tập khéo léo mượn bóng người dân. Không thể khắc họa được lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc qua vài trang, nhưng nhân 100 năm thượng thọ, Đảng Cộng sản Trung Quốc xin tạm nêu 3 đặc trưng nổi trội dưới đây từ chính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ nhất là tranh giành quyền lực tàn khốc và đàn áp đẫm máu mọi phản kháng. Các đại hội 1, 2, 3, 4, 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đậm đặc những tranh đấu với sự ra đi của Tổng Bí thư Trần Độc Tú vào tháng 7 năm 1927, sau đó là sự đổi ngôi từ đại hội 6 của Lý Lập Tam, Cù Thu Bạch, Vương Minh Trương, Trương Văn Thiên và cuối cùng là Mao Trạch Đông xoán ngôi độc tôn, bắt đầu từ hội nghị Tuân Nghĩa tháng Giêng năm 1935. Tháng 3 năm 1943 tại Diên An, Mao trở thành Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến cuối đời vào ngày 9 tháng 9
năm 1976, trải qua các đại hội 7, 8, 9, 10. Thời kỳ của Mao là thời kỳ tàn sát đẫm máu của các đối thủ chính trị đỉnh cao, là hàng triệu sinh mạng trong cách mạng văn hóa, cùng với cái chết của Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu và nhiều đối thủ chính trị quân sự cao cấp. Sau cái chết của Mao là cuộc tranh giành quyền lực giữa Hoa Quốc Phong và Đặng Tiểu Bình, với phần thắng thuộc về Đặng Tiểu Bình. Giai đoạn đại hội 11, 12, 13 là thời cai trị của Đặng Tiểu Bình. Và trong giai đoạn này, lịch sử không bao giờ quên tội ác của Đặng. Vào tháng 6 năm 1989, khi ra lệnh cho 20 vạn quân với hàng trăm xe tăng tiến vào quảng trường Thiên An Môn, đang có hàng chục vạn thanh niên sinh viên ngồi biểu tình, rồi thảm sát cả hàng chục hàng ngàn sinh mạng, giống như vụ chính quyền Stalin thảm sát 22.000 người Ba Lan tại Katyn năm 1940, lại đổ tội cho Đức Quốc xã, nhưng cuối cùng thì đã phải thừa nhận sự thật. Năm 1990, Gorbachev, năm 2010, Putin, và sự kiện Thiên An Môn chắc chắn sẽ bị phanh phui dù phải chờ thêm nhiều năm nữa, trong khi thì vẫn phải tiếp tục cả đời nghe nói dối từ chính quyền Trung Cộng Bắc Kinh. Tiếp đến là thanh trừng các tổng bí thư Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, để cuối cùng Giang Trạch Dân lên cầm quyền với sự tàn sát đẫm máu nhiều vạn dân mạng người Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Công. Qua thời Hồ Cẩm Đào cho đến Tập Cận Bình, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng tiếp tục bị truy sát và giam cầm. Các chiến dịch thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực độc tôn thời của Tập Cận Bình đã đến cao độ dưới vỏ bọc chống tham nhũng. Lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lịch sử của chuỗi dài các cuộc thanh trừng và đàn áp đẫm máu, mà toàn bộ sự thật chỉ có thể được bạch hóa sau sự cáo chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, mưu toan vĩnh cửu hóa tư tưởng cá nhân. Lên cầm quyền, Mao Trạch Đông đưa tư tưởng Mao Trạch Đông vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến thời Đặng Tiểu Bình thì Đặng đưa lý thuyết Đặng Tiểu Bình vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến thời Giang Trạch Dân thì Giang đưa ra ba đại diện của Giang vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến thời của Hồ Cẩm Đào lên cầm quyền thì Hồ Cẩm Đào đưa quan điểm phát triển khoa học của Hồ vào hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đến thời của Tập Cận Bình thì đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tóm lại, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc xem điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc như là cái thùng rác của cá nhân họ, để họ bỏ vào đó những điều tùy ý, và họ toan vĩnh cửu hóa tư tưởng của họ qua điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫu tất cả họ đã biết trước rằng đến một ngày hậu thế sẽ vứt tất cả vào thùng rác. Thứ ba là sùng bái cá nhân và kéo dài quyền lực. Thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một biến thể của nhà nước phong kiến. Sùng bái cá nhân là thuộc tính, kéo dài quyền lực là một thuộc tính. Lịch sử thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ Mao Trạch Đông cho đến thời của Tập Cận Bình chứng minh các khẳng định đó. Tập Cận Bình đang tìm cách phá bỏ quy định hai nhiệm kỳ để ngồi trên ghế quyền lực cho đến lúc chết. Sùng bái cá nhân và kéo dài quyền lực là thuộc tính của dòng họ, và thể chế độc tài, nhà nước phong kiến thuộc vào dòng họ các thể chế độc tài. Thảm họa Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán đang mang đến cho loài người những mất mát vô cùng to lớn. Cả thế giới bị cách ly trong suốt gần 2 năm qua kể từ tháng Giêng năm 2020 và chưa biết đến khi nào được trở lại cuộc sống bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại thì toàn thế giới có hơn 185 triệu người mắc bệnh và hơn 4 triệu người đã chết vì Covid-19. Tổn thất kinh tế trên toàn thế giới ước tính lên đến hàng chục ngàn tỷ đô la mà chưa có hồi kết. Đây là thảm họa dịch bệnh mang lại tổn thất lớn nhất về tài chính trong lịch sử của nhân loại. Các nhà khoa học thế giới đang đòi hỏi tìm rõ nguồn gốc xuất phát của Covid-19 từ thiên nhiên hay từ phòng thí nghiệm để có biện pháp đối phó thích hợp. Đã có một số dữ liệu dẫn đến dấu hỏi nghi ngờ về khả năng rò rỉ Covid-19 từ phòng thí nghiệm. Thật sự thì cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ dù phải đợi chờ nhiều năm. Điều trớ trêu trong bối cảnh thảm họa Covid-19 chặn hết mọi đường đi của loài người, từ ngõ nhà ra ngõ xóm cho đến mọi nẻo đường làng, xã, huyện, thị, tỉnh, thành, quốc gia, châu lục, thì hôm 6 tháng 6 năm 2021, ông Tập Cận Bình bằng tiền bạc và ảnh hưởng mời chào cho được khoảng 500 đảng phái từ khắp các châu lục
tham dự qua Internet. Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới, ông Tập Cận Bình làm như là thảm họa COVID-19 xuất hiện từ Nam Cực hay một nơi nào đó chứ không phải là từ Vũ Hán. Trung Quốc bằng sức mạnh tiền bạc và thực lực quân sự đã mua chuộc, dụ dỗ, ép buộc được nhiều thế lực. Ông Tập tin tưởng rằng ông sẽ buộc mọi người phải im lặng mà đi theo Trung Quốc, cũng như cả 1,4 tỷ người dân Trung Quốc từng phải im lặng trước tù tội của 1 triệu người dân Duy Ngô Nhĩ, cũng như 800 triệu người dân Trung Quốc đang im lặng trước sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, hay như 600 triệu người dân Trung Quốc thời Mao Trạch Đông luôn miệng hô Mao Chủ tịch muôn năm, dù người thân và gia đình bị tang thương trong cách mạng văn hóa, bị cư cực, đói rách trong đại nhảy vọt. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tranh giành vị thế dẫn đầu phong trào Cộng sản thế giới với Đảng Cộng sản Liên Xô ngay từ khi sau khi mà Stalin chết. Sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã năm 1991, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không ngừng mơ về vị trí dẫn đầu duy nhất. Và ở thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, khi Trung Quốc vươn lên thành quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc càng thêm duy trì vào vị trí dẫn đầu phong trào Cộng sản quốc tế. Trừ vài quốc gia đếm không hết ngón tay trên một bàn tay, gần 500 đảng phái có đại diện họp trực tuyến hôm 6 tháng 7 năm 2021 với lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, hầu hết là những đảng phái thất thế ở các quốc gia của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm bạn với bất cứ nhóm phái băng đảng nào, dù chỉ vài chục người, để khoác cho họ vị trí một đảng chính trị tập hợp dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, miễn là có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau 100 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn biến xa lạ với mục đích ban đầu. Không còn giai cấp vô sản đoàn kết lại và không còn chung lý tưởng, không còn tình đồng chí. Nhưng việc làm của Mao Trạch Đông, đánh nhau với Liên Xô, chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, như lời nói của Đặng Từ Bình, mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc có một mục đích duy nhất là cai trị Trung Quốc và thống trị thế giới. Mọi hành động của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bang giao quốc tế chỉ là mục đích thống trị thế giới trong một vành đai, một con đường. Không có ai có thể đồng chí hướng với lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Thật ngây thơ khi có ý định đi cùng đường với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì sẽ bị con quái vật đội lốt Minh Chủ nuốt gọn. Về con quái vật Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có cuốn sách nào viết tốt hơn cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong hơn 30 năm qua, một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979, chẳng có động vật hay tổ chức nào sống muôn năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc dù có thọ 100 năm cũng sẽ đến ngày hết số, và bất kể diễn văn gào thét muôn năm của Tập Cận Bình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất, và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.